Welcome to Vietnam Shipping Gazette Channel Online. Kính chào quý khán giả, tôi là biên tập viên Thanh Giang của tạp chí Vietnam Shipping Gazette. Điểm tin đáng chú ý của chúng tôi ngày hôm nay là Việt Nam Brazil ký hiệp định vận tải hàng không. Trong khuôn khổ tham gia, đoàn Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Brazil, chiều ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Aloysio Nunes Ferreira thay mặt chính phủ mỗi bên ký hiệp định vận chuyển hàng không giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Brazil. Hiệp định gồm 24 điều và một phụ lục, sau khi có hiệu lực sẽ thiết lập quan hệ hợp tác chính thức về vận tải hàng không dân dụng giữa Việt Nam và Brazil. Nội dung chính của hiệp định là nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các hãng hàng không Việt Nam và Brazil nghiên cứu khai thác thị trường hàng không giữa hai nước. Cùng với Hiệp định Vận tải Biển Việt Nam ký ngày 11 tháng 9, 2017, Hiệp định Vận chuyển Hàng không giữa Chính phủ hai nước khi có hiệu lực sẽ tăng cường kết nối giao thông vận tải, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa và du lịch giữa hai nước.